Cảm ơn quý vị đã đăng ký KTV. Xin bấm vào nút chuông để nhận những bản tin mới nhất. Bác Hồ Quyết Thắng là quốc tịch Việt Nam, hiện nay là đang là mang hai quốc tịch Pháp và Việt. Thế và chúng tôi cũng rất phấn khởi là bác có một cái mang cái tên tức là Hồ Quyết Thắng, tức là lấy tên họ Hồ là chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì báo cáo với bác về tất cả các anh các chị trong đoàn, tôi là họ và tên là Lê Đình Kình, sinh năm 1936 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thì năm nay tôi là 84 tuổi rồi và 58 tuổi đã. Thế thì tôi là người nông dân trực tiếp làm ăn sinh sống trên cái mảnh đất Đồng Tâm, là nơi trôn rau cắt rốn của tôi từ ngày xưa đến giờ. Thì báo cáo với bác Hồ Quyết Thắng và các anh các chị là xã Đồng Tâm là có 10.000 dân, tổng diện tích nông nghiệp là có 800 hectare. Thì từ những năm 60 đến năm 1980, nhà nước đã thu hồi là trên 400 hecta, có dư một chút nhưng tôi đã cho chắc là 400 hecta, còn lại là 400 hecta thì nhà nước đã quản lý là 400 có dư, còn lại 400 hecta thì cán bộ xã Đồng Tâm là chỉ chia cho dân có 210 hecta, còn lại 190 hecta. Thì như vậy là anh em cán bộ, như nghị quyết 11 và nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói, là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vi phạm phẩm chất, thoái hóa đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, tham ô tham nhũng, đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Thế thì chúng tôi là những người công dân của xã Đồng Tâm nhưng đồng thời cũng là người đảng viên. Thế thì chúng tôi có trách nhiệm đứng lên, trước hết là bảo vệ quyền lợi của công dân, cái thứ hai là bảo vệ mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trên quê hương chúng tôi. Thế thì cụ thể là chúng đã bớt, cái cán bộ xã đã bớt lại 190 hecta, thì như vậy là chúng dùng tức là quyền lực để làm quà tặng nhau, tức là làm cho 11 suất, mỗi suất là nhiều nhất là 160 mét vuông, ít nhất là 100 mét vuông. Cái thứ hai nữa là sử dụng mua bán trái thẩm quyền, tức là 27 suất. Thì đấy là cái tình hình chung. Và cho đến năm 1980 thì ông Đỗ Mười, lúc bây giờ là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, thì ra một cái quyết định thu hồi của xã Đồng Tâm là 47,36 hecta đất nông nghiệp, gồm có 10 hecta đất hai lúa, 17,7 hecta đất một lúa một màu và 17,7 đất chuyên lúa chuyên màu, thì để làm tức là sân bay Miếu Môn. Thì tóm lại là sân bay Miếu Môn ông Đỗ Mười ký từ ngày 14 tháng 4 năm 1980 đến nay quy hoạch treo đã là 39 năm. Thì quân chủng phòng không không quân vệ lữ 28 là đang trực tiếp quản lý cái khu vực đất này tại sân bay Miếu Môn, là để cho xã viên hợp đồng sản xuất canh tác hàng năm, và hàng năm thì nộp tức là cái sản phẩm cho cái D31 cũng như là lữ 28. Thế thì tất cả cái nội dung của cái quyết định 113 tức là thu hồi có 208 hecta để làm sân bay Miếu Môn, và trong cái mục 3 của cái quyết định 203 thì nói rõ đất Bộ Tư lệnh Công binh để làm lán trại thi công thì được nông trường Lương Mỹ, huyện Chương Mỹ cho mượn, tức là để thi công.
Thế thì tóm lại là cái đất mà sân bay Miếu Môn gồm có hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức chỉ có tức là 208 hectare. Thế đến năm 20 tháng 10 năm 2014, ông Vũ Hồng Khanh lúc bây giờ là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra một cái quyết định 5383 là thu hồi 236 hectare đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn để giao cho Lữ 28 làm doanh trại xây dựng quân đội. Vậy thì thực chất đất chỉ có 208 nhưng mà ra quyết định thu hồi 236. Thế thì một điều tức là có một cái sự phản ứng kịp thời ngay của ông Trịnh Văn Chuyển lúc bây giờ ông làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn 28. Thế thì ngày 20 tháng 10 năm 2014 thì ông Vũ Hồng Khanh ra quyết định 5383 là thu hồi 236 hectare. Nhưng đến ngày 23 tháng 10 năm 2014 thì ông Trịnh Văn Chuyển là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 28 ra cái thông báo số 961 là lữ đoàn 28 chỉ quản lý có 208 hectare, hiện nay vẫn còn được. Như vậy là bác bỏ cái ý kiến của ông Vũ Hồng Khanh là không đúng với thực chất tức là của cái đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn này. Thế thì đây là báo cáo với các đại biểu là cái giai đoạn thứ nhất. Đến giai đoạn thứ hai thì đến ngày 27 tháng 3 năm 2015, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng ra một cái quyết định 151, quyết định thu hồi 50,03 hectare đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn do quân chủng phòng không quân quản lý để bàn giao cho Viettel xây dựng công trình A1. Thế nhưng trong thực tế thì quân chủng phòng không không bàn giao tức là cái 50,03 hectare này, đồng thời đơn vị Viettel cũng không nhận tức là cái khu vực này mà lại nhảy vào cái khu vực đất nông nghiệp 59 hectare của xã Đồng Tâm ở xứ Đồng Xanh để định tức là Viettel ra định thi công tức là ở cái khu vực đó. Thế thì đến năm ngày 31 tháng 10 năm 2016, thế thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có ra một cái kết luận thanh tra tức là số 47. Thế thì kết luận thanh tra cũng đã nói rõ tức là ngày 27 tháng 3 năm 2015 thì Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu ra cái quyết định số 551 để bàn giao cho Viettel. Nhưng có một điều chớ trêu là một cái văn bản nằm trong cái kết luận thanh tra thì lại nói là khi kiểm tra đến khu vực chỗ xứ Đồng Xanh thì thấy một số hộ dân đang làm ăn sinh sống ở khu vực đất quốc phòng thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới lại ra quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức ra quyết định thu hồi rồi thì giải phóng mặt bằng đền bù và bố trí tái định cư. Thì như vậy là cái đoạn kết luận này hoàn toàn trái thẩm quyền và trái pháp luật, bởi vì đã là đất quốc phòng thì trong quyết định 113 ông Đỗ Mười đã nói rõ đã là đất quốc phòng thì để người ngoài lấn chiếm 1 m² cũng là xâm phạm đến an ninh quốc gia, cũng là vi phạm pháp luật. Nhưng đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lại nói là đang làm ăn sinh sống trên đất quốc phòng mà lại giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đứng ra thu hồi giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, thì như vậy là hoàn toàn trái thẩm quyền và trái luật, không đúng với quan điểm đó là đất quốc phòng. Thế tôi yêu cầu anh là anh mời anh ra khỏi cái khu vực này để trả lại đất quốc phòng để quốc phòng sử dụng. Thế cho nên là bắt đầu tức là đấy là một cái sự sai trái. Và trong cái kết luận này lại nói rõ một số công nhân xã Đồng Tâm lại phản đối cái ý kiến của
thanh tra thành phố mà lại cho rằng đấy là vi phạm pháp luật thì phải tuyên truyền giải thích rõ để công dân xã Đồng Tâm hiểu đây là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đúng. Thế thì đấy là tôi báo cáo đồng chí. Giai đoạn thứ hai tức là giai đoạn mà chính ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra một cái quyết định này mà nói về cái mục đích quốc phòng là trái thẩm quyền và trái pháp luật. Thế thì đấy là xin báo cáo với các đại biểu là kết thúc cái giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn thứ ba thì đầu năm 2017 thì cái khu vực đất nông nghiệp ở xứ Đồng Tranh 59 hecta của chúng tôi là từ xưa tới nay nhân dân Đồng Tâm vẫn lao động sản xuất làm ăn sinh sống trên cái mảnh đất này. Thì đương nhiên là tháng 1 năm 2017 tôi, đồng chí Hiểu, đồng chí Doãn, đồng chí Thăng, đồng chí Ngạc và một số bà con công dân tức là đi kiểm tra cái đất nông nghiệp của mình thì thấy là trên mảnh đất này đã căng tức là một cái rầy phân ba tiếng tiếng đầu tiên là tiếng Việt thì đây là vùng cấm, còn thứ hai thứ ba thì chắc là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc chúng tôi không rõ, và dưới cái khu vực đất đấy thì cấm những cái biển nói là khu đất quân sự cấm vào. Thế thì báo cáo với bác Hồ Cương Quyết và các bác là chúng tôi biết và nắm chắc rõ 100% đây là đất nông nghiệp của chúng tôi mà những cái việc làm ăn này là vi phạm pháp luật, cho nên là chúng tôi khi mà họ căng cái dây này ủy ban nhân dân Đồng Tâm cũng không thông báo cho ai biết, và khi chúng tôi vào chúng đi thu cái dây này lại thì cũng không có ai ra tức là cản trở canh giữ gì cả. Thế thì chúng tôi thu tất cả các thứ nó khoảng trên 1.000 mét tức là căng một đoạn dài khoảng hơn cây số thì quấn thành hai quận, một quận chúng tôi mang về nộp cho đồng chí Hoàng là cán bộ công an huyện trực tiếp điều khiển về làm trưởng công an xã Đồng Tâm, một quận là đưa cho anh Lê Trường Huy tức là phó chủ tịch ủy ban xã Đồng Tâm, và đây chúng tôi nói là đây là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm nhưng họ lại tự động vào căng dây tạo thành vùng cấm và nói là quy quân sự. Thế thì đến sang đầu tháng 2 năm 2017 thì chúng tôi bắt đầu tức là đi vào tức là trực tiếp quản lý cái vùng đất này. Thế thì bởi vì có hai cái cuộn dây mà chiếm đoạt cái đất này thì đồng chí trưởng công an xã là đồng chí Hoàng và một đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân xã là đồng chí Phạm Hồng Sĩ được điều chuyển từ xã Phúc Lâm về đây làm phó chủ tịch, mời chúng tôi lên để dự cái hội nghị bàn về công tác an ninh. Thế thì trong cái hội nghị bàn công tác an ninh này thì chúng tôi có được tiếp xúc với đồng chí tức là ở tập đoàn Viễn Thông Quân đội, thì đồng chí tự đứng lên giới thiệu là báo cáo với cụ Kình với các bác, tên tôi là Nguyễn Viết Vượng, trung tá phó ban tác chiến của tập đoàn Viễn Thông Quân đội. Tháng 6 năm 2016 được ông Đặng Văn Triều là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức bán cho là 50,03 hecta ở tức là khu vực Đồng Tranh. Thế thì báo cáo với các bác từ đó thì tôi có yêu cầu đồng chí Vượng là như vậy anh cho tôi xin một cái bản photo về cái giấy mà ông Triều bán, thì anh Vượng nói là báo cáo với cụ Kình tôi là cấp phó cho nên tôi không được quản lý cái này, đồng thời anh Vượng lại nói là xin tôi cho một cái bản photo toàn bộ về cái đất Đồng Tranh. Thế thì tôi cũng nói như vậy là tóm lại bây giờ tôi với anh là không có nghĩa vụ gì giao tài liệu cho nhau, nhưng từ sáng mai đổ đi lúc nào thăm thả anh cứ ra nhà tôi pha trà anh em ngồi uống nước, tôi cho anh mượn tài liệu và trong cái bộ nhớ của anh ghi được bao nhiêu thì anh cứ tích tụ lại thành một cái kho liệu sống ở trong bộ nhớ của anh, chứ tôi cũng không cho anh mang đi chứng tử và cũng không cho anh photo cái tài liệu của tôi. Thế như vậy từ đó là cũng mất tích, tức là anh Vượng cũng không lai vãng gì đến nhà tôi nữa. Thì đấy là báo cáo với các bác các đồng chí là như vậy. Thế thì đến là tháng 6 năm 2017
2016 thì Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, tức là hôm nay là hôm 15, thế thì mời tất cả 400 cảnh sát cơ động, 200 công an và quân đội về tại cái khu vực đất Đồng Xanh, tức là bao gồm có là một cái xe ngoài đồng, tức là xe phun nước, một cái xe cứu thương, hai cái xe bắt người về tại khu vực ấy. Nhưng tất cả anh em cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động về là 400, nhưng họ vẫn ngồi yên trên xe, tức là không phải xuống xe. Bởi vì họ nói là đây là Đồng Tâm là bạo loạn, thế nhưng mà về thì không thấy có gì cả, mà đây là Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức thuê, tức là trên cái trường cảnh sát cơ động về đấy để thực hiện làm cái việc đấy. Thế thì báo cáo với các bác là đồng thời là kế hoạch của huyện là điệu hỏi Nghi Sơn. Tôi với đồng chí Nhạc với một số tất cả anh em là đảng viên, chúng tôi trực tiếp đứng ra để đấu tranh như thế này. Thì hôm nay là Ủy ban Kiểm tra huyện Mỹ Đức lại có một cái giấy mời chúng tôi đi triệu tập, tức là trùng hợp vào cái ngày mà tập đoàn Viettel bị, tức là chiếm cái khu vực đất này. Thế thì chúng tôi lên tôi báo cáo với đồng chí Bí thư Đảng ủy là hôm nay tôi bắt cái việc mà để giữ đất ở trong kia, nên họ thì họ không khác, thì hôm tôi không họp ở đấy. Thế thì báo cáo với các bác, với các đồng chí, tức là cái tình hình đấy là cái giai đoạn thứ ba. Đến cái giai đoạn thứ tư thì chúng tôi quyết định, tức là Viettel là chuẩn bị cuối tháng 1 sang đầu năm, tháng 2 là làm lễ động thổ để xây dựng công trình A1 ở tại khu vực Đồng Xanh. Thì chúng tôi đưa như vậy là ngày đỉnh cao nhất là tới 500 người, còn bình thường là 300 người, và đưa máy cày rồi máy phay rồi thì là dân thì là vào phát quang tất cả những cây cỏ mà đã bị bỏ hoang mấy năm rồi đốt phá. Thì chỉ trong 7 ngày là chúng tôi đã làm được 35 hectare, tức là trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, trồng đậu, tức là trên cái phạm vi đất ấy. Thế thì trong cái lúc đó ấy, là chúng tôi đảm bảo, tức là một cách thận trọng mà giữ, tức là nguyên tắc về mặt pháp lý, thì đất là họ đã bỏ hoang 5 năm rồi. Thì tôi làm hai cái giấy, tôi là người phát ngôn, đồng chí ở là văn bản, làm hai cái đơn vào xin khai hoang ở khu vực này. Thì một văn bản là đưa cho đồng chí Nguyễn Thị Lan là Bí thư Đảng ủy, một văn bản là đưa cho đồng chí Hoàng Thanh Hưng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Tâm. Nhân dân xã Đồng Tâm là một xã thuần nông, đang thiếu công an việc làm, không có, tức là sản xuất đất đai là sản xuất ra của cải vật chất để nuôi sống con người. Thì chúng tôi làm đơn xin khai hoang. Khi nào bất kể cơ quan đơn vị nào có đầy đủ giấy tờ hợp pháp đúng pháp luật theo luật, tức là đất đai năm 2003 và 2013, giao chúng tôi, lập tức chúng tôi sẽ bàn giao đất, tức là giảm đơn vị ấy. Thế thì sau đó là đồng chí Hoàng Thanh Hương là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm mới chuyển cái đơn của chúng tôi cho tôi, là chuyển ông Lê Đình Kình, là hiện nay cái đất Đồng Xanh là đã bàn giao cho quốc phòng từ năm 80. Bây giờ ông đưa người vào trong ấy để làm sản xuất rồi thì là phá vỡ mặt bằng, là vi phạm cái việc giải phóng mặt bằng ở sân bay Miếu Môn, là vi phạm pháp luật. Thế thì anh Hương, tức là chuyển cho tôi một cái giấy tờ đó, nhưng mà hoàn toàn, tức là không có một căn cứ nào cả, không có chữ ký, không có con dấu. Thế thì đấy là báo cáo với các bác, tức là đến cái giai đoạn thứ tư. Đến giai đoạn thứ năm thì tức là sau khi anh Nguyễn Viết Vượng, phó ban tác chiến của tập đoàn Viễn thông Quân đội, phát biểu hội nghị đấy, thì đến ngày mùng 1 tháng 3 năm 2017 thì ông Lê Chí Hòa là thường vụ huyện ủy, là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Mỹ Đức, mời chúng tôi lên và công bố là huyện Mỹ Đức không có ai bán đất cho Việt Theo. Công bố với chúng tôi là huyện Mỹ Đức không có ai, tức là bán đất cho Việt Theo. Thế thì như vậy, và cuối cùng thì ở huyện Mỹ Đức
đưa ra một cái kết luận như thế này, tức là cái kết luận số 47 là đất đai đấy là của sân bay, và cho ủy và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức ra một cái quyết định số 162 là ông Lê Văn Cảnh ký tháng 6 năm 2016, và một cái quyết định 1012 là do ông Đặng Văn Triều phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký, tức là tháng 7 năm 2016, là nói là hai quyết định này là đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Thế thì sau khi về đến Đồng Tâm thì huyện Mỹ Đức có đưa ra một cái dư luận là trên đã quyết định dù đúng hay sai dưới là chấp hành. Thế thì tôi nói hẳn với ông Lê Chí Hòa và nói với tất cả mọi người, tôi chỉ là một đảng viên thôi, nhưng nếu trên quyết định mà sai thì dưới không bao giờ tôi chấp hành. Cụ thể tôi trỏ mặt anh Lê Chí Hòa, tôi bảo anh là thường vụ huyện ủy, là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, tôi chỉ là một đảng viên thôi, nhưng mà anh nói sai không bao giờ tôi chấp hành. Thế thì huyện Mỹ Đức cứ coi quan niệm là cái kết luận thanh tra đấy là cái quyết định thu hồi đất. Cho nên tối ngày mùng 7 tháng 3 năm 2017, dân Đồng Tâm ở trên Đồng Xanh hôm vừa mưa vừa gió đứng đất ở trên đấy, xong về tức là thấy tình hình ở chỗ khu vực cổng ủy ban là dân đang tập trung quốc sản tất cả các thứ đầy đủ đấy. Thế thì anh Lê Xuân Văn là thường vụ huyện ủy, đại tá trưởng công an huyện Mỹ Đức mới qua điện cho tôi. Thế thì nói là bảo là hiện bây giờ cũng đang ở đâu, bảo tôi đang ở nhà tôi. Thế tôi hỏi thế anh Văn thì bây giờ hiện nay anh đang ở đâu, thì anh Lê Xuân Văn bảo tôi đang ở ngoài cổng nhiệm vụ. Tôi bảo thế thì mời anh vào uống nước. Thế thì anh Văn có trao đổi với tôi là bây giờ mời cụ lên để giúp đỡ là giải tán bà con ở trên đây về, không bây giờ đêm mưa gió rét mướt, bà con ở đấy cũng vất vả không giải quyết được vấn đề gì. Thế thì ngay cái lúc ấy là Đỗ Trung Hai phó bí thư thường trực huyện ủy Mỹ Đức là vẫn nói là trên quyết định dù đúng hay sai dưới phải chấp hành, mà nói cái quyết định kết luận thanh tra là cái bản quyết định thu hồi đất. Thế thì nhân tiện tức là có một cái cháu là đứng bên kia cái cổng nó có cái bóng đèn, thế thì người ta mới giơ cái quyết định ra, người ta hỏi cháu là đây là kết luận thanh tra hay là quyết định thu hồi đất, thì cái cháu nó bảo đây là kết luận thanh tra. Thế thì ông Đỗ Trung Hai mới nói là tôi về Đồng Tâm thằng bé con nó cũng chửi thôi, đấy, bởi vì là ông nói sai thì các cháu nó nói đúng. Thế thì đấy là báo cáo với các bác, đấy là cái mục tức là những năm. Tức là người ta bắt. Bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để ném. Người ta bắt bà khai ở nhà cầm lựu đạn. À bắt khai chúng vai khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả thực đạn thế nào, tôi cũng biết quan xong là thế nào thì tôi không khai được. Thì bà tát cứ tiền đá. Tát mà. Tát suốt. Cứ bên nọ ra bên kia. Xong bà đầu cứ thế này đá bà hai bên kia người. Thế bây giờ tình hình là làm các còn bác anh Công mất đúng không, còn cháu anh cháu Uy đúng không, Uy Công danh chức bốn năm bố con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về cả họ chưa? Vâng, cháu bé được 3 tháng ở bên kia. Cháu bé 3 tháng thì tình hình nào vậy? Thì cháu đỡ rồi. Vâng, nằm ở bên kia sau này. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau, không biết thế nào, nó bé quá. Đứa bé 3 tháng và đứa thì chưa đã được 3 tuổi. Vâng. Thế ra tôi là ngày mùa này là chúng ta tự tập này lại phải ra. Vâng. Thì bảo không, còn không dám bỏ tiền nào, không nói cãi thì là cãi, càng đánh thì làm thế nào. Vâng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng chống đối ở Đồng Tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu phải xử lý nghiêm các đối tượng chống đối lại đảng cầm quyền, nhà nước và lực lượng công an trong vụ công an tấn công người dân Đồng Tâm hôm 9 tháng 1.
Phát biểu trong buổi kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ vào thứ Bảy ngày 11 tháng 1, ông Phúc nói, xin trích, chúng ta phải xử lý nghiêm khắc các phần tử chống lại đảng, nhà nước và lực lượng của chúng ta. Ba đồng chí hy sinh là một tấm gương rất lớn. Tiến xa hơn, đương sự còn đưa ra nhận định rằng việc xảy ra ở Đồng Tâm là một thủ đoạn của kẻ xấu chống lại đường lối của đảng và nhà nước. Theo tin từ Bộ Công an trước đó cho biết, đã có 30 người Đồng Tâm đã bị bắt giữ, còn ông Lê Đình Kình và một con trai đã bị công an giết chết.